Thưa Thầy, mẹ con mất đã 35 năm. Nhân dịp về Việt Nam, ba con nói hãy đổ cho cốt mẹ con rải dưới sông để cho bà vui vẻ, vì ba con gửi ở chùa cũng lâu lắm. Nhưng có một người gọi tới nói với con là có hỏi ý kiến của mẹ con chưa? Trời, cái cô này còn siêu nữa. Chỉ cách cho người ta hỏi người âm có chịu không. Cô ta đi coi bói, nói mẹ con không vui, và nói con là làm như giỏi lắm, nhưng thật ra con không giỏi. Bây giờ sám hối với mẹ con. Con dạ và không giận cô ta, nhưng cô ta là một vị thọ Bồ Tát, học kinh điển rất giỏi, nhưng tại sao cô còn tà kiến, làm cho con rất đau lòng. Nếu cô ta không thọ Bồ Tát thì con không nói, nhưng rất nể cô ta giỏi kinh kệ. Nhưng khi cô ta gọi tới con nói như thế thì con không hiểu ai là người đúng. Cô nói rất nhiều nhưng con vắng tắt, xin thầy dạy cho con. Đại khái là vậy. Thưa đại chúng, là cái thân thể của chúng ta, chúng ta thường gọi là thân tứ đại. Trong tất cả các loài động vật, con người là động vật tối cao. Con nai, con thỏ nó chết trong rừng, nó nằm yên đó, con khác tới ăn là xong. Nhưng con người mình thì phải tìm cách giải quyết, chứ không thể để như vậy. Cho nên mình phải tìm cách bằng cách là chôn là an táng, đốt là hỏa táng, cho xuống nước là thủy táng. Rồi những quốc độ như là Tây Tạng không có đất chôn, cũng không có nước để mà thả, thì buộc lòng phải để trên núi cho chim nó ăn, thì gọi là điểu táng. Thì tùy tới mỗi hoàn cảnh, mỗi quốc gia mà người ta có một cách nào đó để người ta thanh toán cái thi thể này. Nhưng mà đặc biệt là con người chúng ta ở một cái mức độ văn minh đủ các cách tán: thủy, hỏa và an. Thủy tán, hỏa tán, an tán, cách nào cũng được hết. Vì cái thân này khi chết rồi thì nó chỉ là một cái thân tứ đại, nói về thường gọi là cái xác, nó không có gì hết. Cái xác là gì? Là cái mà phần còn lại chứ tinh ba nó hết rồi. Ví dụ như quý vị xay đậu nành, uống sữa, lấy cái gì? Bỏ xác đậu nành. Hay là mình bị tiểu đường, mỗi ngày uống nước dắp cá, lấy rau dắp cá cho chút nước lọc vô xay cho nhuyễn ra, rồi vắt cái nước đó dằn tí muối uống để nó quân bình độ đường, cái xác rau đó mình bỏ. Rồi giờ cái xác đậu nành bỏ uổng, bắt đầu đem để vô phân bón để nuôi cây. Cái thân thể này cũng vậy thôi. Bây giờ mình thiêu ra rồi, mình không có chịu, mình một là mình cất để dành gọi là kỷ niệm, chứ nhớ là cái đó nó có linh thiêng ở trong đó. Mà bây giờ hỏi cái vị Bồ Tát giới này, nếu mà hỏi mẹ, hỏi bằng cách nào? Một là bưng cái hũ ra mâm, mâm chịu không? Nếu mà cái hũ cốt nó ừ được các con, dám cầm cái hũ đó đi rải không? Hay là chạy liền? Phải không? Thành thử ra mình chôn hay mình thiêu không có ai ở trong cái hũ đó hết. Hay là mình chôn cũng chẳng có ai ở dưới cái mộ đó đâu, mà chúng ta phải đi mở cửa mã. Cho nên tất cả những cái ý niệm đó, nó chỉ là con người mình sống sao mình hay gắn ghép cho Bồ Tát, Thánh Thần và người khuất mặt cái kiểu đó. Ví dụ như bây giờ quý vị gọi là cúng dỗ, mà đa phần là mình cúng những món mình thích không? Mình khoái ăn món gì mình nấu món đó cúng, chứ mình có hỏi má kỳ này dỗ má nó muốn ăn món gì đâu. Mình khoái món gì thì mình cúng món đó. Nghĩa là trong cuộc sống của mình hay bị cái gì cái mình gắn vô cho các vị cái đó. Ví dụ như bây giờ mình hễ mà xin cái gì mà được cái mình đút lót. Rồi mình cũng đem Phật cũng kiểu vậy: Phật phù hộ cho con, kỳ này con qua được tai nạn này con cúng cho Phật cái y. Cho mình mới đi mua vải về mình tròn vô cho Phật đó. Rồi Quan Âm Bồ Tát đứng ở sân chùa, mình cũng mua cái áo đó, tròn lên cái người. Quý vị biết cái áo đó không? Thiêu bông này bông kia đứng tròn. Mà cái áo đó áo gì? Cái áo của tiếng trống Mê Linh. Lúc mà Thanh nghe cầm áo đó đưa cho Thanh Sang. Trong giây phút chia tay, Sang nhìn Nga lìa đời. Sao cứ cầm cái áo đó đưa.
Trời ơi, bây giờ mình cũng bắt Quan Âm mặc mấy cái áo đó luôn. Cho nên mình con người mình á, bị cái gì cái mình gắn cho các ngài hết, chứ các ngài có nói được gì đâu. Mình ăn cái gì mình cúng nấy, thậm chí mình ăn sầu riêng à, mình mua về mình cũng hãy ăn là lựa, mà đưa lên các ngài cúng có lựa gì đâu, bưng nguyên trái để. Mua một nải chuối thì thiệt là xanh, để lên cúng và tới hồi chín cái bưng xuống tới riêng mình. Cho nên tội nghiệp các ngài là ăn mãi chuối sánh. Thậm chí mua một dĩa trái cây, ngũ quả, nho, cam, xoài, mít gì để đầy trên bàn đó. Hễ đứa cháu nào mà nó khóc cái đi ngang bóc trái nho, đến đi con. Và mai chiều đi làm xá, trước khi ra cửa bóc trái quýt bỏ một giỏ đi làm. Hóa ra cái bàn thờ là cái chỗ cất trái cây. Quý vị phải nhớ là khi mình ăn trái cây là phải hạ xuống nguyên dĩa, chứ không nên để dĩa trái cây trên bàn thờ rồi cứ mỗi ngày đi ngang bóc trái. Ta nói để Phật ở trên này dưới này ngồi ăn, ăn vừa xong đứng dậy xá xá ăn trái quýt, ăn không đủ cái lên lấy thêm trái xoài, rồi riết mình biến cái bàn thờ thành cái chỗ cất trái cây, thậm chí dưới trái cây này nó chín là tới bên mình, mà thậm chí ngồi dưới này mà nghe mùi rồi lát nhớ hạ xuống ăn nghe con, xoài chín rồi bữa nay có mùi rồi đó. Mà quý ngài bây giờ làm kiểu nào thì Quan Âm cũng nói sao cũng được. Ngài bắt cái ấn ngài sao cũng được. Rồi Phật thích, rồi Phật Di Lặc nói thích thì chiều. Rồi quý vị thấy Phật Di Lặc không ngồi không chơi cái bụng, nó thích thì chiều. Không làm được gì hơn. Cho nên thưa là mình làm cái gì mà mình cảm thấy, bây giờ Pháp Hòa nói cái vấn đề rải cốt cũng vậy. Cái người Á Đông mình á, là mình nặng cái tình cảm. Đa số là người lớn tuổi bây giờ á, mình nặng cái chuyện mồ mả ông bà ở Việt Nam không ai lo. Và mình còn lo là mai mốt mình trăm tuổi đây, hết đời con đời cháu mình, không biết ai còn lo cái chuyện mồ mả không. Cho nên bây giờ phần lớn là các vị thu xếp về Việt Nam một lần cuối, bốc cốt rồi thiêu, rồi cuối cùng đem rải để mình yên tâm là mình đã giải quyết những cái phần mộ đó đã xong, để mình yên tâm theo ông bà. Đó là cái tâm trạng của ông bà các vị lớn tuổi ở nước ngoài bây giờ, ai cũng quan tâm cái chuyện đó. Mỗi năm mình gửi 100-200 về cho hàng xóm hay là bà con, mình cũng không biết là họ làm tới đâu. Rồi thậm chí mình phải đi về một lần cuối để mình lo việc đó. Thì bây giờ quý vị lo cái chuyện, thậm chí xin lỗi là bây giờ cái chuyện siêu mồ lạc mã có không? Có chứ sao không. Mình hết tốp này chôn tới tốp khác chôn, chứ đâu phải bây giờ ví dụ mình nói là hiện tại bây giờ một cái nghĩa trang nào ở đây nè có khoảng 500 ngôi mộ, nhưng mà cái dân ở đây đâu phải chỉ có 500 người, trong mấy bao nhiêu năm nay đã bao nhiêu lần hết cái tốp chôn đó mất hết rồi, bây giờ tới tốp của mình tới đây mình chôn miếng đất đó mình kêu đất mới, chứ không chừng miếng đất đó đã từng là nghĩa trang. Hay là nói cách khác, không chừng cái nhà mình đang ở, biết đâu trước kia cũng đã từng là cái nghĩa trang. Bởi vì cái chuyện chôn cất người xưa hết đời này tới đời khác làm sao chúng ta biết được. Cho nên hiện tại trước mắt mình cần giải quyết thì mình giải quyết để mình yên lòng, thế thôi. Còn nếu quý vị muốn làm cho yên tâm, trước khi làm cái lễ đó mình thắp hương, mình khấn, mình trình thôi à, hôm nay à, con về đây để mà cúng má và xin phép để cho con được đem rải hũ tro trong của má. Đó, nếu mình làm gọi là yên tâm là mình thắp cây hương mình xin phép vậy đó, cũng giống như một cây cổ thụ mà mấy chục năm ở trong sân nhà mình muốn đốn đi thì mình xin phép để mình yên tâm. Cho nên ở đây cái vấn đề là chúng ta làm cái gì theo cái quan niệm của mình để mình yên tâm. Bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng, ông bà cha mẹ mất, lên chùa xin cho ông bà được siêu thoát bằng cách là gửi tên cầu siêu. Nhưng ngược lại, mỗi lần cúng dỗ là chúng ta đều đi mua quần áo giấy, tiền bạc giấy mình đốt. Hỏi đốt chi vậy? Đốt xuống dưới ở. Đốt xuống dưới ở thì mình cầu chi cho lên. Nếu mình gửi tên trên chùa cầu cho siêu, mà người đó đã siêu thì còn đâu ở dưới mà mình đốt cho ở. Vậy mà chúng ta vẫn làm.
không? Thành thử ra chúng ta làm là tại sao? Vì chúng ta muốn yên tâm thôi. Có gửi tiền bạc cho người đó xài, có gửi quần áo cho người đó mặc. Rồi bây giờ mấy mươi năm ông bà chết, 35, 40 năm, tại sao chúng ta vẫn cúng dỗ, chúng ta vẫn ghi tên cầu siêu? Thật sự ra cái đó chỉ là một sự duy trì cái truyền thống nhớ cội nguồn của chúng ta là chính. Còn cái chuyện nhiều khi các vị đó đã đi rồi, không còn đâu đó nữa để mình cầu. Nhưng nếu không có làm cái đó thì chúng ta sẽ không còn cội nguồn gì để chúng ta quy hướng, chúng ta nhớ. Quý vị thấy mỗi đất nước nào cũng có những ngày lễ, lễ tạ ơn, lễ chiến sĩ trận vong, lễ mẹ, lễ cha. Tại sao? Bởi vì con người chúng ta thường quên lãng do cuộc sống. Vì vậy cho nên một năm một lần phải đề xướng những ngày lễ để chúng ta còn quyết quay về, hướng về một ai đó có ơn trong đời mình. Ví dụ như ơn ngày lễ của mẹ. Nếu không có thì chúng ta mãi mãi đi lo cuộc sống. Nhưng mà mỗi một năm nhớ có cái ngày đó, cái ít nhất cũng gọi mẹ thăm nếu mình ở xa. Còn không thì gửi một cái bình hoa tặng mẹ, dẫn mẹ đi ăn. Thưa đại chúng, là mấy chục năm rồi Pháp Hòa rất ít khi nào mà ngày lễ mẹ mà có nhà. Đa phần là trong cái ngày lễ đó là Pháp Hòa đang vân du ở đâu. Mà nếu mà có thời gian thì gọi về thăm, còn không có thì cũng phải chịu thôi. Mà mẹ Pháp Hòa luôn luôn thông cảm, luôn nhắc thầy đừng có lo gì cho nhà hết, thầy cứ lo việc tu của thầy. Thành thử ra nếu chúng ta không có cái ngày lễ đó thì chúng ta không có nhớ. Cho nên phải có ngày lễ cha, ngày lễ mẹ, ngày lễ ghi ơn, vân vân. Như vậy thì phương Tây người ta cũng có những cái ngày đó, người ta cũng hiểu được cái điều đó, huống chi là người Á Đông của mình. Cho nên tất cả sự cúng dỗ chỉ đều một mang một cái ý nghĩa là nhắc nhở con cháu quay về cội nguồn ít nhất một năm một lần, chứ không phải là chúng ta cúng mà ai ăn. Nhưng mà hễ nói lễ thì phải có nghi, đúng không? Cho chúng ta gọi là nghi lễ mà. Hễ lễ là phải có nghi. Lễ là bày tỏ cái lòng, nghi là cái hình thức. Đã nói lễ là phải có nghi, không nghi thì làm sao bày tỏ lễ? Cho nên chúng ta mới bày mâm cơm. Đó bởi vì cuộc sống của chúng ta là ăn cơm. Bây giờ lỡ dụ bây giờ cái người đó không phải Việt Nam mà họ là người Ý đi, thì mâm cơm của họ là gì? Là một dĩa spaghetti, một cái pizza cũng được thôi, chứ mình không được. Cũng phải là mâm cơm. Nhớ lại mình người Việt mình ăn cơm nha. Chứ còn quốc gia khác người ta không ăn cơm thì người ta cúng cái gì của quốc gia của người ta, chứ không có nghĩa là mình phải cúng cơm mới đủ nghĩa. Nhưng mà cái truyền thống Á Đông mình hãy nói tới mâm cơm là nói tới sự đầm ấm trong gia đình. Trong gia đình lúc nào cũng phải có mâm cơm. Thậm chí cúng ông bà phải có mâm cơm. Căn bản trên mâm cơm là gì? Mặn, canh, xào, đúng không? Nấu cơm đơn giản chết. Nhưng mà cúng cho chính bản thân mình, cúng cho chính con cháu dòng tộc của mình đây, để không quên nguồn cội. Bây giờ chúng ta không có tạo Đức Quan Âm, thí dụ, thì mình chỉ nói Đức Quan Âm mà không có tướng để chúng ta hướng. Cho nên tạo hình Đức Quan Âm. Mà người Á Đông mình là đặc biệt là người Việt, người Trung Quốc, thì chúng ta lại cho Đức Quan Âm tượng trưng cho tình thương. Mà tình thương phải qua một dáng của một người phụ nữ. Cho nên chúng ta tạo Đức Quan Âm bằng cái hình tướng người nữ, chứ thật chất Đức Quan Âm không hề tướng nữ. Bây giờ nếu quý vị qua Ấn Độ mà tìm Đức Quan Âm đó, là quý vị sẽ lầm. Ủa sao Đức Quan Âm nhìn giống đàn ông quá vậy? Vì Đức Quan Âm nguyên là một thái tử. Nhưng mà tại vì cái ý niệm của người Á Đông chúng ta, Đức Quan Âm là từ bi, mà từ bi là phải biểu tượng cho người mẹ. Cho nên chúng ta làm cái tượng Đức Quan Âm qua cái dáng vẻ của một người phụ nữ, rồi chúng ta gọi là mẹ Quan Âm. Đó là chúng ta gọi theo cái cảm tính của mình để cho cảm thấy gần gũi. Chứ Đức Quan Âm có mẹ gì đâu, đâu có mẹ, đâu có má gì đâu, phải không? Nhưng mà tại chúng ta thấy cái dáng đó thì chúng ta gọi Ngài cho một cách thân mật gần gũi, như mình là một người con bên mẹ. Cho nên mình gọi là mẹ Quan Âm. Chứ còn tu hành rồi thì còn mẹ với cha gì nữa. Hiểu như vậy chúng ta vẫn thờ Ngài, nhưng chúng ta không bị mê lầm ở các cái tướng, các cái tên gọi. Hôm nay Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện này. Vì vì mình là Phật tử, hễ cái gì chúng ta dụng tướng làm thì chúng ta hiểu cái tướng đó là gì, hiểu cái tánh đó là gì, hiểu cái dụng đó là gì, hiểu cái thể đó là gì, thì chúng ta không có bị khổ. Ví dụ như là
nước đá. Cái dụng của nó là chúng ta dụng nó bằng cách là để cần giữ cái gì cho nó lạnh, nó tươi. Cái thể của nước đá là chất loãng, nhưng mà bây giờ ở hình tướng này nó đủ duyên, nó cứng, nó đăng đá, nhưng mà thể nó vẫn là nước, thể đủ ấm là nó tan. Cái thừa cho đời mình đã lệch lạc rồi, cứ như thế mình làm riết mình cũng không biết làm cái gì. Như là ngày xưa ông bà, tại sao bắt con gái để tang mẹ phải che cái mấn lại, con dâu mà để tang cha mẹ thì phải bẻ lên? Vì ông bà bên ngày xưa là quan điểm là con gái mà sanh ra không nuôi được cha mẹ, mình đi về nhà người ta mình làm dâu cho người ta là mình bất hiếu rồi, mình thiếu sót với cha mẹ. Cho nên khi cha mẹ ruột mà chết rồi, mình trở về mình để tang, mình thấy xấu hổ quá cho nên che mặt lại, để cái khăn mai cái mấn á, mai cái mạo mũ đội đó, người con gái là che. Cho nên người ta nhìn vô cái khăn tang đó, người ta biết đây là cô con gái. Nhưng mà nếu con dâu á là phải bẻ lên, vì tôi là con nhà người ta, như tôi về nhà này tôi làm tròn bổn phận, tôi chăm sóc cha mẹ chồng, tôi hãnh diện lắm, cho nên tôi bẻ cái đó lại. Người ta đi ngang, người ta nhìn vô cái người để tang, người ta biết đây là con gái, đây là con dâu. Hay là người ta chấm ở trên đầu, cháu nội là chấm xanh, cháu ngoại là chấm đỏ, cháu chắc là chấm vàng. Bây giờ qua đây ta thống nhất hết, cháu nào cũng một chấm là một cái chấm đỏ. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ biết rằng lúc nào chúng ta vẫn giữ, rồi chúng nào lúc nào chúng ta giữ, mà giữ cái chính, còn cái lề, cái bìa, cái phụ thuộc chúng ta giảm được. Giống như chuyện để tang, cái khăn tang trên đầu là đủ rồi, còn cái chuyện mặc quần, mặc áo, quấn dây rôm, mũ bạc, cầm gậy, cầm đồ là phụ. Cái tang cho cha mẹ là chính. Cúng giỗ cũng vậy, không phải bày 5-70 món mới gọi là cúng. Nhiều khi chỉ cần một chén chè, một ly trà cũng đủ. Thế thậm chí một dĩa bánh cũng được, vì chúng ta cúng đây là giữ truyền thống, cúng cái truyền thống đó, chứ không phải chúng ta ăn uống gì cả. Hiểu như vậy thì làm mà thoải mái, không có gì trở ngại, mà không ai nói mình mê tín hết. Thầy ơi, trong các kinh Đức Phật có hai động tác này mà con không hiểu, mong thầy giải đáp dùm. Khẽ móng tay và tướng lưỡi rộng dài. Quý vị hiểu câu hỏi không? Đó là câu hỏi hỏi rằng á, Đức Phật trong kinh thỉnh thoảng á, thấy rằng Đức Phật búng móng tay, và có khi thì Đức Phật le lưỡi. Thưa cái này không phải vậy. Không phải trong kinh đó là bủa tướng lưỡi rộng dài trùm khắp đó, nhớ không? Trong kinh Di Đà đó, tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, thiết thành thiệt ngôn đó, giữ đẳng chúng sanh tương tính thị chư pháp gì đó. Thưa đại chúng, cái khi mà trong kinh nói rằng bốn móng tay đây là tượng trưng cho một cái ý chỉ, một cái sự ra dấu, hay là một cái sự nhắc nhở, hay sự một sự kêu gọi. Còn tướng lưỡi đó là tượng trưng cho hành động, nói chung là tượng trưng cho hành động. Còn lưỡi rộng dài mà trong kinh nói, không phải mỗi lần Đức Phật nói Phật phải le cái lưỡi ra. Trời đất ơi, bây giờ mà le cái lưỡi ra mà liếm được cái lỗ mũi là nó đã hiếm rồi, mà bây giờ le một cái mà nó trùng khắp cõi tam thiên đại thiên này, ai mà dám ngồi đó hứng không? Hay là chạy lẹ. Cái chữ đó nó chỉ có cái ý là Đức Phật luôn nói lời thành thật, luôn luôn nói lời thành thật thôi, chứ không có cái chỉ nói như vậy đó. Cũng giống như là trong kinh nói, bấy giờ Đức Thế Tôn đưa Đâu La Miên. Đâu La Miên là cánh tay sắc vàng, tiếng Phạn là Đâu La Miên, nghĩa là Đức Phật đưa cánh tay của Ngài đến so đảnh. Mà cái chữ so đảnh trong kinh là gì? Là một sự ấn chứng, một sự dỗ dề. Cũng giống như giờ con mình làm tốt cái mình đưa tay lên đầu mình vuốt ve nó. Thì ngày xưa Phật muốn nói lên một cái điều gì, Phật bằng lòng, Phật an ủi cái vị đó, thì Phật đưa tay đến, Phật so cái vị đó, để mà ấn chứng, an ủi, vỗ về gì đó. Vậy thôi. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa nói, Phật phóng một cái luồng hào quang trắng trên tới trời hữu đảnh, dưới tận ngục A Tỳ, rồi mình đi kiếm cái thơ đâu. Tại sao nói như vậy? Chẳng qua là nói rằng sự từ bi của Đức Phật không có thiên lệch hai bên, cho nên nằm ngay đây.
lông trắng giữa chặng mai, không phải của con trái mà bình đẳng trung đạo. Thấu trời và thấu địa ngục là bình đẳng, cõi trời cũng được độ mà cõi thấp nhất như địa ngục cũng được độ, chỉ có ý vậy thôi. Cho nên những cái gì mà hành đạo, ví dụ Phật bắt ấn, tất cả những cái đó chỉ để lên một cái biểu tượng Đức Phật xác định một vấn đề. Phải qua ví dụ như quý vị ăn bánh, ăn chè, hỏi ngon không? Thay vì mình nói ngon, đường ở tay cái lên. Cái này là cái gì? Cự phách. Cự là lớn, phách là ngón cái. Ngon trong năm ngón, ngón này lớn nhất gọi là cự phách. Cho nên là mình đưa cái ngón cái lên là để biểu tượng rằng ngon. Nhưng mà lỡ cái người đó làm dở quá cũng vậy. Phải vậy không? Cho nên tất cả những cái ấn trong nhà Phật chỉ xác định. Ví dụ mình đưa cái chén cơm lên cúng bát ấn này. Ấn này gọi là ấn Tam Sơn, ba ngọn núi, và còn biểu tượng cho giới định tuệ. Cho nên để chén cơm lên đây mà niệm định tuệ là căn bản của người tu. Cho nên bắt cái ấn này, để chén cơm lên đây cúng. Xong rồi bên tay phải bắt cái ấn này nữa. Ấn này là ấn chánh định tam muội, nghĩa là trong giờ phút chúng ta bưng chén cơm lên là chúng ta xác định tâm con bây giờ ở đây để cúng dường, chứ không có phân tâm đi đâu nữa. Và chúng con nhận rõ những vật thực mà người ta cúng dường cho con ở đây đều là làm bằng sự hết lòng, chân thành. Tất cả đều được làm bằng công phu lao tác. Cho nên mình nhận diện rõ cái công phu khó cực của đó, của người đó. Cho nên mình phải có hết lòng cho đàn na tín thí trong lúc đó. Quý vị hiểu được cái ấn như vậy.